Xin chào tất cả các bác, xin chào tất cả các anh em. Trên tay em đang cầm để giới thiệu với mọi người đây gọi là một cái motor quạt dàn nóng điều hòa quạt cắt nước của Toyota và Honda, nó dùng chung. Đây là dạng thân bẹt và ốc tam giác. Đây là bóng bi của nó, chạy rất là êm. Với cái mức giá tầm dưới 1 triệu này thì em cảm thấy hàng này là và xưởng em cũng đã lắp thì cảm thấy là khá là ok các bạn. Còn nếu mà xịn hơn thì trừ trường hợp là hàng mấy triệu trực thuộc của hãng thì em không nói rồi. Đây là cái thiết kế của nó, đầu chấm mối hàn dây điện rất chắc chắn luôn ạ. Anh em có nhu cầu cần tư vấn hoặc là giải đáp thắc mắc thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333 để được hỗ trợ. Và hỗ trợ tư vấn thay thế lắp đặt sửa chữa tại số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số điện thoại là 0856727222. Em xin cảm ơn mọi người đã xem video của em.